chào quý vị và các bạn. Đây là đường đền Thám, gốc đền Thám với cô Bắc. Cảnh buổi chiều ở chợ cô Bắc. Chợ Cầu Muối. Tại giờ rối quên tên. Tại khúc này nó có 3-4 chợ khu, chợ Cô Giang, chợ Cầu Muối, chợ Trái, cũng có thể có người gọi là chợ Cải ngày xưa, phải không? Hồi đó vừa rau cải phải không? Cảnh buổi chiều ở chợ nhìn vắng lặng. Ở đây thì ít nhà cao tầng, kiểu nhà hồi xưa thì nhiều. Chợ này thì cũng dẹp bớt rồi, giờ còn vài hộ bán sơ sài thôi, không có tập trung. Hồi xưa tao tập trung là cái dựa luôn, đúng không? Xe đó, kéo dài tới nhà. Xe ra vô tấp nập. Đó, đây vui lắm. Bán nhưng không có nhiều bằng hồi xưa. Giờ dưới bán lẻ thôi. Hồi xưa thì bán sỉ. Cái này hàng rau. Mùa nắng này rau mắc lắm. Rau mắc mà không có tươi. Hủ tiếu hả? Đây có cái chỗ bán hủ tiếu đồng lắm. Nghe che lục xùm này nè. Bán 24/24. Lúc nào vô cũng phải đợi. Tại đông rất là nhiều người ăn. Chợ chiều là đây là cảnh chợ chiều này. Tới hàng này bán củ tỏi, củ hành, củ rừng, củ gừng, củ ri. Nghe không rõ. 10.000 ký hành lộn, 10.000 ký đây, đây tỏi lột, lột tỏi sẵn nè. Hết rồi. Chợ này có 1 phút này thôi à. Cải, cà, dưa leo, gọi là dưa chuột, hành lá. Đây, phía trước đây là đường Nguyễn Thái Học. Đó, đây nè, có lốc te rồi. Ở đây thì cầu ông Lãnh mà.
nhiều nguy hiểm. Rất là đông đúc. Rồi ba đây. Chạy lưng tưng lưng tưng. Đâu đồng. Cái khúc bên đường Nguyễn Học này thì buổi chiều bán bắp. Đó, bên kia đường thì trống trải. Bên kia có cái KFC. Đây trường Minh Đức này, trường trung học cơ sở. Cái gì? Kem xoài ốc rong thông. Kem trái cây. Ở đó là của nước nào? Ốc rong cong là hướng nào? Ốc rong thông. Nghe đọc chắc nước Thái. Thì bên kia đường có cái KFC. KFC. Sau buổi chiều tuy đông nhưng mà cũng không bằng mỗi ngày ở cái đường này. Hôm nay thì học sinh đã nghỉ học chứ thôi là không có chỗ để mình đi về đâu. Bình thường phụ huynh đi đón con thì đậu xe cái dưới hè này rất là đông. Hôm nay mình trống trải nên mình mới đi bộ được vào cuối tuần. Này đó bán bắp nè. Mua rau bắp không? Đấy. Mua rau bắp không? Có rau bắp không vậy? Bán nhiêu quên rồi? 30 ngàn. Thì nóng có mua về nấu nước uống. Đây bắp Mỹ, bắp bắp ký em ơi, 5 ngàn. Nhiêu gì? 5 ngàn. Hai chục ngàn một ký, 15 ngàn nửa ký. Rau không thôi. Cái này trời nắng thì mình mua về nấu. Đây thì ta lột bắp lột hột sẵn nè. Bào hộp để cho mấy người mua bắp về nấu xôi á, nấu xôi bắp, nấu chè đó. Còn ở đây thì ta bán bắp luộc. Đây xe bắp luộc nè. Bắp luộc, bắp hấp sữa tươi, đường phèn, xoài keo,
hơi hiếm á. Vậy ở nước ngoài không biết có xài cái món này không? Rau bắp nấu nước mát. Ở dưới quê mấy cái rau này đâu ai xài gì đâu. Thấy lộn người ta bỏ hết trơn à. Ở đây thì ở đây Sài Gòn cái gì cũng cũng mua được, cũng bán được. Ở đây có cái Lotte đi à. Đây góc ngã tư Trần Hưng Đạo với Nguyễn Thái Học. Thẳng đường này là mình ra chợ Bến Thành nè. Vài trăm mét thôi. Nhưng mà bây giờ chợ Bến Thành thì vòng xoay đang xây dựng tuyến đường metro nên mình không thấy vòng xoay đó nữa. Qua đường Trần Hưng Đạo. Đây có cái quán bar mới mở màu đen của ông bầu chủ khách tiệm. Hoạt động buổi tối thôi. Ở đây tí là quán hủ tiếu của Đàm Vĩnh Hưng, ngay góc đường đây, Đề Thám và Trần Đạo. Gia cư á, đặc biệt ở Sài Gòn thì cũng nhiều. Đây là cái ký túc xá của Đại học Kinh tế. Đó, vô hẻm này là ký túc xá rồi. Có cuối tuần chủ nhật thì mấy cái vỉa hè này mới thông thoáng như vậy thôi, còn mấy ngày thường là không có. Qua bên đây là phố Tây Bùi Viện. Bùi Viện là bên đây cà phê Zoom kế bên nhà hát hát kịch thành phố. Dãy chung cư thời Pháp giờ luôn. Tiếu Tùng Hưng này. Để hôm nào mình đến ăn mình sẽ review cho anh chị các bạn xem. Rồi mình tới nhà rồi. Xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn và anh chị trong video tiếp theo nha.